trình đọc truyện. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Sao Bão của Nguyễn Lệ Ba qua phần thể hiện của Thanh Hảo. Dần ném đồ dùng cá nhân và quần áo Tuấn ra khỏi ba lô, hờn dỗi. Tưởng vợ chồng đã có được một chuyến du lịch vui vẻ, ai ngờ. Tuấn an ủi vợ, vẻ tiếc nuối. Có ai biết trước tình huống này? Thôi, mình hẹn năm sau, nghe em. Dần tự hỏi, có còn chuyến đi nào nữa khi công việc và thời gian dành cho con cái đã lấy mất bao nhiêu năm đầm ấm riêng tư của vợ chồng chị. Cuộc đời như cơn lũ cuốn người ta đi. Hạnh phúc nồng ấm ban đầu giờ có vẻ đã tàn phai, nguội lạnh. Có lẽ đã gần 20 năm, Dân không còn nhận được từ chồng một món quà nào, dù chỉ một bông hồng ngày 8 tháng 3. Chị không thích màu mè hình thức, nhưng trong thâm tâm rất muốn khơi lên ngọn lửa hạnh phúc xem chừng đã nguội lạnh trong đám tro tàn thời gian. Đó là lý do khiến chị là người đầu tiên hăng hái đăng ký đi du lịch hè cùng bạn bè đồng nghiệp từ đầu năm học. Và đó cũng là lý do làm cho chị rơi hẳn vào nỗi thất vọng buồn tủi khi bên cạnh chị lúc này là chiếc ghế xe bỏ trống. Cô Dân không đi theo đoàn à? Dạ không. Dân ngạc nhiên. Mà sao thầy Hải vẫn còn ở lại đây? Tôi thích được yên tĩnh, ngồi một mình uống cà phê và ngắm biển. Bỗng dưng lãng mạn. Sao anh không rủ chị nhà đi cùng? Say xe. Chưa bao giờ cô ấy đi đâu xa từ ngày sống chung. Vậy à? Dân quay mặt đi, lơ đãng buông một câu như đang nói với biển. Dân sợ lần nữa phải nghe câu than thở của Hải. Tôi sống không hạnh phúc. Có bao nhiêu người đàn ông đã nói câu này trước mặt những phụ nữ khác không phải là vợ mình? Một khoảng lặng phủ xuống hai người. Gió xoắn những ngọn dừa trên cao, buông vào không gian xám đục những cánh lá tả tơi như đàn bướm nhỏ. Lòng thương cảm bản năng của người đàn bà chồm lên như những con sóng bủa vào lòng Dân bỗng rác. Lẽ ra anh không nên đứng đây. Sao vậy? Thì anh cũng đã nghe lời xì xầm của đồng nghiệp. Lòng mình biết. Tôi không quan tâm lắm tới dư luận. Tôi lại khác. Anh đâu phải là giáo viên nam duy nhất trong trường. Với các thầy khác, tôi rất thoải mái. Nhưng với anh thì không. Thiên hạ ghép đôi tôi với anh để trêu đùa cho vui hay có ác ý, tôi không biết. Tôi với anh đều đã có gia đình. Chuyện sẽ rất tai hại nếu đến tai chị nhà. Anh biết thừa mà. Không sao cả. Tôi chỉ ngại anh Tuấn. Tôi hiểu chồng tôi. Nhưng đó cũng là lý do để anh không nên bên tôi lúc này. Hải nhìn quanh. Anh chậm rãi và thất vọng đứng lên. Chừng như có tiếng thở dài trong tiếng sóng. Lẫn trong gió, Dân nghe cả tiếng giày khua nặng nhọc trên sàn gỗ.
Bóng Hải đổ dài trên bậc cầu thang, gãy khúc, đớn đau và tuyệt vọng. Ngày thứ hai, cả đoàn định dành để đi tham quan vài thắng cảnh vùng biển. Cơn bão đầu mùa ngoài biển Đông làm rớt lại trên bầu trời thành phố một màu xám xịt. Gió gầm gào trên những ngọn dừa xơ xác và sóng biển tung bọt trắng xóa ngoài gờn đá. Dân đóng cửa phòng xuống căng tin ăn sáng. Trời đất chìm trong mưa gió, nhưng vẫn có người ra phố thưởng thức đặc sản biển. Hải ngồi chung với vài người bạn bên ly cà phê bốc khói, vẻ mặt trầm tư, suy tưởng. Dân đứng chống tay trên lan can, hướng mặt ra biển, mặc cho gió thổi phần phật vào áo, vào tóc. Chỉ nghe được những giọt nước đậm hơi muối chảy tràn trên má và vị mặn thấm tận đầu lưỡi. Bỗng dưng Dân thấy nhớ chồng, nhớ da diết. Cái vị mặn nước biển giống vị mồ hôi của chồng làm lòng chị cồn cào. Ước gì giờ này Tuấn ở bên chị, trong không gian đầy ắp tiếng sóng và gió lạnh, giữa bầu trời u ám một ngày mưa bão. Cả hai sẽ gọi một đĩa cua luộc mang lên phòng, rồi châu đầu vào nhau thưởng thức vị ngọt liệm của hải sản, của hạnh phúc vợ chồng. Giá mà có Tuấn cùng đi, giờ này cả hai có lẽ vẫn còn cuộn mình trong chăn, mặc cho mưa gió gào thét ngoài trời, mặc cuộc sống bộn bề loa toan trước mặt. Dân sẽ vùi đầu vào ngực chồng, chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, nồng ấm. Những thứ mà nhiều năm qua chỉ có trong chị như một giấc mơ xa vời. Dân đứng lặng trước biển, để mặc những giọt nước biển tung cao ngoài bãi, theo gió bay phả vào mặt, thấm vào môi. Dân không biết đó là vị mặn của muối hay của nước mắt. Lúc quay về phòng trọ, Dân nhận ra ngay sắc đỏ của một bó hoa hồng nằm trên một hộp sô-cô-la đặt giữa bàn trang điểm gần cửa sổ. Của ai đây? Chị tự hỏi. Không danh thiếp, không một dòng chữ để lại. Nhưng Dân biết không thể là ai khác ngoài thầy Hải. Dân lúng túng. Lúc này chẳng còn là những lời ỡm ờ bóng gió, mà đã là một thông điệp. Một phát súng tấn công tàn nhẫn nhắm thẳng vào trái tim chị. Sao Hải lại chọn đúng hoàn cảnh và thời khắc này? Thoáng bối rối, Dân cầm những bông hồng trong tay ngẫm nghĩ. Thì ra tất cả với Hải đều là chủ tâm, đều có mục đích. Chai dầu gió xanh đưa cho lúc Dân khập khiễng bước xuống xe, bỏ rơi bạn bè và tìm cách ở lại khách sạn với lý do không được khỏe, không cho vợ con đi cùng. Tất cả hướng về Dân chỉ với mục đích chinh phục, cưa đổ, như đã từng làm với vài đồng nghiệp nữ khác trong trường. Dân rùng mình sợ hãi. Chỉ cần chị đẩy đưa ánh mắt, một cuộc phiêu lưu tình cảm sẽ bắt đầu, mà kết thúc của nó không ai biết sẽ đi về đâu. Dân tần ngần nhìn những bông hồng đỏ thắm như màu máu. Bỗng chị ao ước. Sao đó không phải là những bông hồng của Tuấn dành cho chị trong không gian lãng mạn này? Dân định mở cửa ném những bông hồng mang thông điệp tình yêu ấy ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại thấy luyến tiếc. Những cánh hoa tự chúng không có lỗi. Vậy ai có lỗi? Dân chăng? Chị tự trách
đã không dứt khoát và quyết liệt với Hải và cả với chính mình. Chị đặt qua xuống, tìm áo ngủ và đi sang phòng tắm. Nước ấm làm Dương thấy tỉnh táo và dễ chịu. Chị nghiêng người nhìn mình trong gương, tự ngắm làn da trắng hồng và cười với mình trong cảm giác nôn nao khó tả. Từ phòng tắm đi ra, Dương đến ngồi lặng lẽ bên bàn trang điểm. Những cánh hoa màu đỏ lại đập vào mắt chị. Đêm thăm thẳm đen bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, những tia chớp lóe lên như nhắc chị. Ngoài trời vẫn đang là giông bão. Tất cả những âm thanh bên ngoài bị ngăn lại bởi những bức tường và ô cửa vững chắc. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu hồng nhạt sáng lờ mờ trên bàn trang điểm. Dần cảm nhận được sự trống vắng và lạnh lẽo tràn ngập không gian tưởng như yên ấm ấy. Hộp sô-cô-la và những bông hồng lại làm Dân suy nghĩ. Đã bao nhiêu năm rồi, những ngày 8 tháng 3, chị không nhận được từ tay người đàn ông những bông hồng. Điều đó đôi khi làm chị chạnh lòng. Nhưng rồi tất cả cũng qua nhanh và mất hút giữa những tất bật lo toan của cuộc sống. Có lần Dân đùa với chồng khi ôm rất nhiều hoa hồng trên ngực nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11. Ước gì những bông hồng này là của anh tặng. Tuấn giờ ngây thơ, lãng tránh. Ôi em ơi, mình già tới nơi rồi. Dần xa xôi. Càng có tuổi, người ta càng cần hơn những bông hồng, anh biết không? Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ tặng em chừng đó hoa. Chẳng ý nghĩa gì hết. Dân phụng phịu và chị vô cùng ngạc nhiên. Không biết vì sao mình đã làm được cử chỉ trẻ con đó với chồng khi đã qua cái tuổi 40. Nửa đêm, Dân choàng tỉnh giấc. Hình như cơn bão đã dịu đi. Lẫn trong tiếng sóng y ầm ngoài bãi, Dân nghe như có tiếng người gọi cửa. Đến lần thứ ba, chị rón rén rời khỏi giường, bước thận trọng về phía có tiếng động. Rõ ràng là tiếng gõ cửa. Ai? Cây kim giờ của chiếc đồng hồ dạ quang chỉ gần con số 2. Dân rùng mình đứng xoay lưng vào cửa. Trong bóng tối, chị nghe một làn hơi lạnh chạy dọc suốt thân thể. Và cảm giác sợ hãi trùm lên cả người. Thầy Hải, thật kinh khủng, thật đáng sợ cho những người đàn ông. Sao họ có thể làm như vậy? Họ có nghĩ đến vợ mình, đến một người bạn rất thân trong giờ phút này. Dần nghe cả người nóng bừng. Chị bỗng thấy sợ thầy Hải và hình như sợ cả chính mình. Dần biết chắc, chỉ cần một cái xoay nắm cửa, một cơn bão khác còn dữ dội hơn cơn bão ngoài trời sẽ đổ ập vào phòng, đổ ập lên thân thể chị. Buổi sáng, trời trong xanh và nắng chiếu vàng rực ngoài bãi cát. Dần trang điểm nhẹ trước lúc trả phòng ra xe đi tham quan vài cảnh đẹp nữa. Chị cầm bó hoa hồng trong tay, ngắm nghía trước khi mở toang cửa sổ ném ra ngoài. Gió và sóng biển sẽ cuốn nó đi mất tâm, vĩnh viễn, không để lại trên thế gian này và trong lòng Dân một dấu vết nào nữa. Hộp sô-cô-la sẽ để lại cho người dọn phòng làm quà. Hết. Dân thong thả bước xuống cầu thang phòng chờ khách sạn. Xe lao dung dút trên đường nhựa
trong không gian mát lạnh buổi sáng. Những cây thốt nốt vươn cao trên những ô ruộng trải xa tấp tận biên giới phía tây. Lát nữa ghé quay bán quà lưu niệm, Dân sẽ mua cho mẹ chồng một số đường thốt nốt, nước mắm địa phương và thật nhiều cua ghẹ. Lòng Dân nhẹ tên, thanh thản. Những niềm vui rộn ràng thời thiếu nữ bất chợt ùa về, lao xao và ngây ngất. Hải chọn ghế ở cuối xe, ngồi lặng lẽ. Lát nữa Dân sẽ nhờ anh mang giùm chùm cua ghẹ. Cứ giả vờ như vậy, cứ như đêm qua Dân chưa hề thức giấc, cứ như người phục vụ quên mang đến phòng Dân sô-cô-la và hoa hồng. Tất cả đã cuốn theo sóng biển, mất tâm. Chỉ còn để lại một bầu trời xanh thẳm bình yên như buổi sáng sau bão. Hẹn phố, miền văn kết nối yêu thương. Hẹn phố, nơi ấm áp những tình thân.